Bích, Huyền Bích mở ngoặc Sơn Phạm đây đúng không ạ? Hay là Trần Loan nhỉ chị nhỉ? À đây rồi. Ok. Có phải chị Huyền đây không nhỉ? Chị Huyền ơi, chị lên tiếng giúp em với. Không phải rồi, đó là chắc là Loan hay là Nguyên Bích Trần Loan, đó À đây đây là đây Loan đây của nhóm đây đây. Ok đây em thấy trẻ chị đây. nha. Xong. Rồi, hôm nay cho Huyên được chào cả nhà F21 Vâng và ạ. chúc cho cả nhà tháng 7 thật là lung linh. Ai cũng có chức danh mới. Hôm nay thì rất là hạnh phúc khi mà được đến với F21, được bảo trợ Nguyễn Đăng In mời đến đây để mình nói chuyện về câu chuyện tiểu đường, mà một câu chuyện mình cũng rất là tâm đắc lâu lắm rồi. Cũng cứ mỗi lần kể đến là cái cảm xúc nó vẫn dâng trào. Thì ở đây chắc chắn là có cả các anh các chị, rồi cũng có các em, rồi các cháu nữa, cho nên là Huyên xin phép được xưng tên. Thì vào cuối năm 2020 á, Huyên có một khách hàng là họ dùng sản phẩm Wellness để Chị ơi chị bật mic giúp em. Chị Huyền ơi chị bật mic giúp em nhé. À chị Huyền đang bận. Ok. chồng với con về nửa chừng cho nên ồn quá đang nhắc nhở các bạn. Cuối năm 2020 Huyên có gặp một khách hàng á là họ đã bị tiểu đường tới 6 năm rồi, là tiểu đường lên tới 26 chấm, và họ thường xuyên một tháng đi khám bệnh một lần và có thể là nội trú lại bệnh viện một tuần. Cái tiểu đường của bạn nó ở 26 chấm mà lại có nguy cơ là biến chứng. Cho nên là bác sĩ cứ thường xuyên là cứ một tháng khám một lần để chích biến chứng lại, ngăn ngừa biến chứng á. Nhưng mà chích cũng không ngăn ngừa được. Thì sau 6 năm mà bị tiểu đường như vậy, bạn đã bị biến chứng là mù lòa. Rồi cũng may mắn là bạn gặp Huyên thì bạn nói là em có thể là bị như thế nào cũng được, nhưng mà riêng mà bị hai con mắt thì em có thể không nhìn được chồng, không nhìn được thế giới bên ngoài, nhưng hai thiên thần của em mà em không nhìn được thì em khổ lắm. Và bạn khóc. Thì lúc đó đó là bạn cũng đang trong cái hoàn cảnh khó khăn, thì giới thiệu về sản phẩm Wellness đó thì bạn không có tiền. Bạn kêu là bây giờ em tạm thời dùng một hộp Wellness bột được không? Thì Huyên cũng gửi ra một hộp Wellness bột, nhưng mà lại một người bạn của bạn bảo lãnh là để bạn dùng rồi xong bạn đưa tiền cho Huyên sau, vì bạn rất là khó khăn. Khi mà bạn dùng rồi thì bạn thấy cái sức khỏe bạn tốt hơn, bạn cảm nhận về sức khỏe thôi, chứ còn mới một hộp thì cũng không có ý nghĩa gì trong cái việc mà điều trị. Thì bạn dùng xong thì khi mà bạn ra viện á, bạn về nhà thì bạn nói là đặt cho bạn thêm hai hộp nữa để tặng một. Thì khi mà bạn đặt hai hộp bạn tặng một đó, thì chồng không tin là cái sản phẩm này có thể là hỗ trợ tiểu đường được. Thì chồng của bạn la bạn và đánh bạn. Bạn rất là tội nghiệp. Thế thì bạn cứ lén lút rồi bạn cứ mua từng hộp thôi, bạn không có dám mua nhiều. Đến một hôm thì bạn quyết định là em sẽ bán chiếc nhẫn hồi môn của mẹ đi để em dùng. Cũng rất là cảm động. Khi mà bạn bán chiếc nhẫn hồi môn của bạn thì mình thấy như vậy, thì mình nghĩ là bạn yêu sản phẩm Wellness đến như vậy. Rồi bạn dùng bạn lại thấy tốt như vậy thì mình có thể là giúp bạn kinh doanh để có thêm thu nhập. Thì bắt đầu là bạn dùng có một bộ combo mà bột thôi, thì da dẻ bạn cũng như mọi thứ nó cũng thay đổi, tức là cơ địa địa của bạn đó là hấp thụ tốt, thay đổi. Thì bạn lại khéo léo lắm, bạn bắt đầu là bạn cái xưởng may của bạn là 40 người, thì bạn các bạn hỏi bạn là tại sao bây giờ em thấy chị hồi đó là nám này, rồi da dẻ không có được đẹp này, được mà không có được khỏe nữa, mà bây giờ em thấy chị khác lắm. Thế là bạn mới nói là bạn dùng cái này, thì bạn mới cũng có mua Wellness bột với lại omega 3, chứ bạn không dám mua bách vì là mắc tiền quá. Thế là trong xưởng á mới có người mua, thì bắt đầu là từ đó bạn cứ từ từ, cứ 1 tháng bạn bán được 7 8 hộp omega 3.
và bạn dùng Gonet. Thì đúng 6 tháng thì chị em thì ngày nào cũng nói chuyện với nhau hết đấy. Đúng 6 tháng thì bạn đi kiểm tra tiểu đường á, thì tiểu đường bạn từ 26 chấm mà xuống còn 11.5. Bạn lại gọi một lần nữa, bạn lại gọi điện, bạn khóc. Bạn kêu là bây giờ em thấy tiểu đường của em nó xuống như vậy đấy, em mừng lắm, em muốn công khai em dùng. Nhưng mà em mới mua về em lại vừa bị một trận đòn nữa. Thì cái ngày đó là đúng ngày 30 tháng 4. Huyền thì hay tâm sự, Huyền hay nhiều lúc chia sẻ cho bạn để cho bạn vơi bớt nỗi buồn. Thì mình cũng nói với bạn là chắc chắn là chồng em chưa tin sản phẩm, chứ không phải là chồng em ghét bỏ gì em đâu. Em cứ cố gắng lên, nếu mà tốt hơn nữa thì anh sẽ bắt đầu là anh cảm nhận, rồi anh sẽ cho em tiền. Nhưng bạn rất là tội nghiệp ở cái hoàn cảnh là có một cái xưởng may 40 người công nhân, nhưng mà chồng quản lý tiền hoàn toàn. Cho nên là bạn không cách nào bạn có tiền để bạn dùng sản phẩm cả, chỉ có bằng cách là bán. Bán thì lại chồng lại cũng đánh là bán là không tập trung được làm việc. Rồi bán vớ bán vẩn rồi người ta cười cho. Tức là bạn chồng bạn cũng là một cái cơ sở lớn, cho nên là chồng bạn nhất định không cho bán, đánh tiếp. Thế thì đến khi bạn thấy là sản phẩm mà nó giảm tiểu đường xuống như vậy cho bạn, bạn cũng thông minh lắm, bạn không nói với mình nha. Một tháng bạn có 90 viên thuốc bác sĩ phát, nhưng mà bạn cứ bỏ bớt đi, bạn uống 60. Cái bạn mà thấy nó tiểu đường nó mà hạ xuống mà bạn thấy bạn khỏe, bạn lại hạ dần. Mà bạn không nói với bác sĩ, nhưng mà khi bạn đến bác sĩ thì bác sĩ vẫn khen tiến triển tốt. Thì bạn lại cứ tự giảm. Và khi mà mắt bạn sáng lên được và bạn tiểu đường của bạn giảm rất là nhiều, bạn thấy khỏe, thì một tin buồn lại ập đến. Biến chứng lần thứ hai là bạn bị tuyến giáp mà có nhân xơ. Và bạn buồn cái lần thứ hai như vậy thì bạn cũng bị suy sụp. Xong bạn hỏi là chị Uyên ơi, thế thì em có làm việc chung với chị. Em nghe rất là nhiều người ở trong nhóm của mình, cũng trong hệ thống của mình đó là các bệnh như bệnh bíu, bệnh tuyến giáp, rồi như các bệnh dùng Wellness là cũng em thấy cũng tốt, mà có nhiều người nó tiêu đi đấy chị. Thì bây giờ bệnh của em như vậy thì làm sao, em sợ lắm, nó cứ biến chứng tùm lum. Em mới nói chị không có cam kết với em là nó sẽ hết biến chứng hay là nó to lên, nhưng mà nếu mà nó dừng lại thì chị cam kết được chắc chắn em dùng Gonet Max kết hợp thì nó sẽ dừng lại cho em. Thế là bắt đầu từ lúc đó thì bạn vừa kinh doanh thêm, lại còn thêm bạn cứ thỉnh thoảng bạn cũng có bớt chai được chút tiền, thì bạn quyết định là bạn sẽ dùng cả combo. Và sau 6 tháng bạn dùng combo thì con người bạn là hoàn toàn khỏe mạnh, bạn tự tin đến mức bạn nói là chị ơi em rất là khỏe nhá, mà vừa nay bác sĩ cứ đi khám cho em, bác sĩ cứ nói em là cái gì bác sĩ cũng khen tốt, mà bác sĩ cứ hỏi em dùng cái gì, có dùng đúng phác đồ của bác sĩ không, mà em mắc cỡ lắm, em không dám đưa Gonet ra, kêu sao em lại không đưa ra, em nói cho bác đi. Nhiều bác sĩ họ còn không hiểu về dinh dưỡng nó, họ chỉ hiểu về tây y thôi. Em cứ nói là em kết hợp cái này đi, rồi em cũng dùng thuốc của bác nữa thì để cho bác biết. Thế thì bạn dùng được 6 tháng, bạn thấy bạn rất là khỏe. Thì đến cái tháng thứ 6 bạn chưa kịp mà vui với bản thân thì đi khám, bác sĩ lại tuyên bố một câu khi chưa khám là kết quả của 7 năm em uống thuốc như vậy á, là em sẽ bị suy thận cấp độ cuối. Thế thì bạn ấy hoang mang. Thì lúc đó là cũng vào cái dịp là gần Tết. Thế mình mới bảo bạn là thôi em cứ đi khám đi. Bạn hỏi mình là có nên đi khám hay không. Em đi khám em sợ lắm, nhưng mà người em thì em thấy là thật là khỏe, rất là khỏe. Là bạn đi khám thì thận hoàn toàn bình thường. Bạn đi không dám có siêu âm cái biếu cổ. Cái ngày 14 âm lịch là bạn về quê, là về quê Thanh Hóa nhà Huyến á. Thì bạn có gọi điện vô, chị ơi hôm trước gần trong Tết em nói với chị là cái bệnh thận của em, nhưng mà thận tốt chị ạ, bình thường, mọi thứ bình thường lắm. Mà em về nhà ai cũng khen em đẹp, ai cũng khen em khỏe đó, em tự tin lắm. Nhưng mà bây giờ còn cái tuyến giáp mà nó có nhân xơ, mà nó có chân nữa, cái này là coi như là không khỏi được đâu. Bây giờ chị có cho lời khuyên em là có nên đi siêu âm không? Cái thứ vậy em đi siêu âm đi thử. Thì cái gì nó cũng có giá trị của nó, em cứ đi siêu âm đi. Thì đến tháng thứ, đó cũng là một cái tháng thứ 12 đó. Là bạn dùng 12 tháng, 6 tháng là bột không, với lại omega 3. Thì giảm được tiểu đường là từ 26 còn 11.5.
Và 6 tháng sau bạn dùng cả combo, lúc đó là chưa có sơ. Thì bạn đi khám, bác sĩ phán cái việc mà suy thận á, là không hề suy thận. Và đến khi ra riêng á, thì bạn sợ về cái biếu cổ của bạn á, là nó nặng. Nhưng mà khi mà Huyên khuyên bạn đi khám đi, nếu như mà trời kêu an ấy dạ, nếu lỡ như có bị như vậy thì em cũng cốt được những thứ kia rồi. Thế là bạn đi đến bác sĩ cũ, bệnh viện cũ đó, bạn siêu âm. Thì bác sĩ nói với bạn là siêu âm thì bác sĩ nói là không có nhân sơ, không có gì hết. Bạn không tự tin vào bản thân, bạn quay ra bạn cãi bác sĩ, bạn nói cũng là bác, hôm trước bác siêu âm thì bác nói nó thế này, bác nói thế kia, sao giờ lại không có, vô lý. Thế bác cũng không tự tin vào bác lại siêu âm lại lần nữa, bác không có thật mà. Thế xong bác cũng không có nói kết luận gì nhiều, tại bác sĩ mà họ đâu có đứng họ giải thích, họ chỉ nói là bây giờ không thấy, thì viết vào kết luận là không thấy thôi. Thế là bạn mừng lắm, bạn ra ngoài bạn gọi cho Huyên, bạn lại một lần mừng mà vui khóc. Thế bạn bảo chị ơi, thế bây giờ em có nên đi khám một lần nữa không? Em thấy như vậy nhưng mà em hoang mang lắm. Thì Huyên khuyên bạn là cứ ra ngoài bệnh viện tư á, em đi khám một lần nữa, em siêu âm đi. Và khi bạn siêu âm á, thì hoàn toàn là không có một cái dấu vết gì của biếu, của nhân sơ hay của cái gì hết. Là đó là một cái niềm vui vỡ òa lớn. Và sau này á, là bạn giúp được rất là nhiều người thân của chính gia đình bạn. Thì cũng như là Nga nói khi nãy đó, nó có là theo là trong gia đình á, bố mẹ có thì con có đó. Cho nên chị gái của bạn á, tới 3 người bị cũng bị biếu tuyến giáp, mà cũng bị nói là, tức là họ dùng cái từ địa phương là cái chân nó sâu lắm rồi, mà dùng thuốc cả 9-10 năm mà không có đỡ gì hết, chỉ có dừng lại thôi. Thì bạn phải tự tin, bạn đưa giấy tờ của bạn ra cho người nhà xem, thì người nhà mới đặt hàng dùng. À không, đặt hàng dùng thì bạn á, bạn này rất là tính, bạn này rất là dễ thương, bạn ấy chấp nhận, bạn ấy nghèo, bạn không có tiền nhưng mà bạn ấy vẫn mua một combo, bạn tặng chị gái ruột. Thì chị gái ruột dùng đúng một combo 4 hộp tím, thì chị gái đi kiểm tra, thì chị gái về nói bố là tao không tin vào mắt tao nữa, nó sự thật là nó giảm được 30%, bác sĩ nói như vậy. Và cho đến bây giờ là cả gia đình nhà bạn rất là yêu wellness. Mà hôm nay Huyên kể chuyện về câu chuyện của bạn thì thực sự là Huyên tóm tắt ngắn lại, vì là chứ cái ly kỳ của bạn đó, về cái việc mà bạn khổ sở với cái việc mà mua rồi sản phẩm về dùng đó, rất là khổ sở, rất là tội nghiệp, đến mức mà bạn không thể chịu đựng được, bạn phải bán cả vàng, rồi bạn phải như mua đồ ăn cho con á, ăn sáng của con á. Ví dụ như chồng đưa 50, bạn mua 40 thôi, bạn bớt lại. Thương bạn lắm. Và cho đến bây giờ thì cũng đã được gần 6 tháng rồi. Ngày nào cũng vậy, hai chị em cũng nói chuyện với nhau, thì bạn nói là sức khỏe em rất bình thường và rất là tốt. Và bây giờ gia đình em á, thì ai cũng vậy, cũng tin yêu Ganesh vô cùng tận. Và bạn không làm được việc này vì là chồng bạn vẫn không cho bạn làm. Bạn mê lắm, bạn mê ơi là mê luôn á. Bạn đi đâu bạn cũng khoe là Ganesh, mà cứ mỗi lần khoe cái là bắt đầu là ánh mắt của chồng quay qua là bạn sợ. Thế rồi bạn chỉ cho người em gái bạn làm, thì em gái bạn cũng có niềm tin là vì gia đình dùng là cứ người nào cũng tốt á. Thì em gái bạn bây giờ cũng đang làm, cũng đang là tuyến dưới của Huyên, cũng đang kinh doanh rất là tốt về Ganesh. Câu chuyện của Huyên đến đây là hết. Huyên nói chuyện mà Huyên cứ chảy nước mắt, Huyên cứ ngừng lại là các bạn chắc cũng... Dạ vâng, rất là cảm ơn chị Huyên với một câu chuyện rất là hay. Hôm nay khi mà Yên gọi điện đến phỏng vấn chị Huyên thì Yên đã rất là xúc động với cái câu chuyện này. Yên tóm tắt lại nhé. Cái bạn này là quê ở Thanh Hóa cùng với quê gốc của chị Huyên và lấy chồng về Nam Định. Thì bạn này trước đây có đi làm ở nước ngoài, về thì có mở một cái xưởng may. Và trong quá trình làm may thì mắt nó mờ dần. Và đó là biến chứng của tiểu đường, và mờ tới mức là bạn ấy không làm việc được. Thế thì khi mà đi cái lúc mà gặp chị Huyên ấy, đó là 6 năm tiểu đường rồi. Và lúc này thì là tiểu đường ở cấp độ gọi là 226 đấy, cấp. Đấy thì sau khi mà chị đấy biết cái sản phẩm wellness của OFM, chị đấy nghiên cứu, chị đấy biết là sản phẩm này nó có thể hỗ trợ được cái người bệnh tiểu đường rất là tốt. Thì cái wellness bột thì cái bạn này bắt đầu dùng, đầu tiên mới chỉ là wellness bột thôi, một cái hộp bột đầu tiên, và kết hợp thêm với omega 3, thì sau 6 tháng giảm từ 26 xuống 11.3. Và 6 tháng tiếp theo thì dùng wellness bột và wellness pack. Thì đến tháng thứ 12
nó giảm xuống còn 6.3, tức là 6.5 là người thường rồi mọi người ạ. Đấy. Và mắt sáng trở lại. Mắt sáng trở lại bình thường. Mặc dù cái nút biến chứng ấy, mắt đã mờ gần như sắp bị mù rồi. Đấy, không làm việc được nữa rồi. Và đương nhiên biến chứng của tiểu đường thì sau một thời gian 6 tháng sau bạn ấy lại bị bác sĩ kết luận là bạn này tiếp tục bị u tuyến giáp. Đấy, u tuyến giáp. Thì nhờ wellness pack, nhờ wellness bột thì 6 tháng sau nữa thì dùng cả combo, thì đến tháng thứ 12 thì khi đi khám thì cũng không còn dấu hiệu của u tuyến giáp nữa. Và ngay cả cái việc mà bác sĩ kết luận là đã dùng tới 6 năm cộng với 1 năm nữa là 7 năm những cái thuốc hỗ trợ, thuốc tây hỗ trợ biến chứng của tiểu đường, thì bác sĩ cho rằng là khả năng chắc chắn là ảnh hưởng đến thận và khả năng thận sẽ bị hư. Thì chị bạn này, bạn ấy cũng rất là lo lắng, bạn ấy cũng không sợ đi khám mà hư thận thì rất là rách việc, thế mà bạn này mới có tâm sự.